Đình Thế Ngân. Say hi tất cả quý vị khán giả nha. Mọi người biết đến bạn qua giọng hát nhiều hơn hình ảnh. Đến với anh trai Say Hi, bạn sẽ làm gì để mang hình ảnh của mình đến gần hơn với khán giả? Có nhiều quý vị khán giả kiểu biết tên mình nhưng mà không có biết mặt, đứng kế bên luôn, nhưng mà khi mình nói tên mình ra mới đây là Thái Ngân á, không biết mặt. Nhưng mà Ngân nghĩ là anh trai Say Hi sẽ là một chương trình cũng như là một cái môi trường rất là tốt để cho Ngân lộ diện, đem hình ảnh của mình đến tới tất cả quý vị khán giả. Bạn muốn đạt được điều gì khi tham gia anh trai Say Hi? Đến với anh trai Say Hi thì Ngân mang một cái tâm thế gọi là không còn gì để mất nữa. Mình đã trải qua quá là nhiều những cái thăng trầm rồi, đến cái thời điểm này á thì mình nghĩ là mình đã tích lũy khá khá đủ những cái vốn kiến thức và cũng như là khả năng của mình. Thì Ngân hy vọng là sẽ có rất là nhiều thử thách cũng như là nhiều hơn nữa những cái kinh nghiệm để mình phát triển, đem hình ảnh của Phạm Đình Thái Ngân đến gần với tất cả quý vị khán giả hơn. Theo những nội dung top pop bạn đăng tải đạt độ viral khá khá, bạn có đủ tự tin để đảm nhận vị trí cây hài của show anh trai Say Hi hay không? Cây hài út khờ cũng chấm 100 điểm cho bản thân đó nha. Nếu như mà Negip tự tin như vậy thì tôi xin không dám tự tin. Hy vọng là Út Khờ sẽ là một cái cây hài của chương trình. Mọi người trông cậy ở em. Sẽ như thế nào nếu bạn xuất hiện trên một sân khấu với tiết mục Sexy Dance, Bodyway cùng dàn anh trai của chương trình? Mình sẽ tận hưởng nó. Ngân hy vọng là trong chương trình sẽ có một tiết mục như vậy. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ đón chờ phần xuất hiện của Phạm Đình Thái Ngân và cũng như 29 anh trai còn lại trong chương trình Anh Trai Say Hi. Anh Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.